bồ tát phương tiện khéo léo như vậy tu hành nơi thế gian tu bồ tát đạo biết rõ pháp thế gian phân thân hóa vãng chẳng chấp thế gian chẳng thủ lấy thân mình nơi thế gian nơi thân mình không có phân biệt chẳng trụ thế gian chẳng lìa thế gian chẳng trụ nơi pháp chẳng lìa nơi pháp vì nhờ nguyện xưa mà chẳng xả bỏ một cõi chúng sinh nào chẳng điều phục ít cõi chúng sinh chẳng phân biệt pháp chẳng phải không phân biệt biết các pháp tánh không không đến không đi, tuy không chỗ có mà đầy đủ Phật pháp, biết rõ pháp như hóa chẳng có chẳng không. Phật tử khi đại Bồ Tát an trụ Như Hóa nhẫn như vậy thì đều được đầy đủ đạo Bồ Đề của tất cả chư Phật, lợi ích chúng sinh, đó gọi là Như Hóa nhẫn thứ 9 của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này, phàm có làm gì đều giống như hóa, ví như hóa sĩ ở trong tất cả cõi Phật không chỗ nương trụ ở trong tất cả thế gian không có thủ trước đối với tất cả Phật pháp không sinh phân biệt mà hướng về Phật Bồ Đà không có lười mỏi tu bồ tát hạnh lìa các biên đảo tuy không có thân mà hiện tất cả thân tuy không chỗ ở mà ở các cõi nước tuy không có sắc mà hiện khắp các sắc tuy chẳng chấp thật tế mà chiếu rõ pháp tánh bình đẳng viên mãn phật tử đại bồ tát này nơi tất cả pháp không chỗ y chỉ gọi là bậc giải thoát tất cả lỗi lầm thải đều xả lìa gọi là bậc điều phục chẳng động chẳng truyền vào khắp tất cả chúng hội của như lai gọi là bậc thần thông nơi pháp vô sanh đã được khéo léo gọi là bậc không thối truyền đủ tất cả lực tu di thiết vi không thể làm chướng ngại được gọi là bậc vô ngại phật tử thế nào là như không nhẫn của đại bồ tát Phật tử, Đại Bồ Tát này thấu rõ tất cả Pháp giới như hư không vì vô tướng, tất cả thế giới như hư không vì không khỏi, tất cả Pháp như hư không vì không hai, tất cả chúng sinh hành như hư không vì vô sở hành, tất cả phật như hư không vì không phân biệt tất cả phật lực như hư không vì không khác biệt tất cả thiền định như hư không vì ba đời bình đẳng giả thuyết tất cả pháp như hư không vì không thể nói tất cả thân phật như hư không vì vô trước vô ngại bồ tát dùng phương tiện như hư không như vậy thấu rõ tất cả pháp đều không chỗ có phật tử đại bồ tát dùng trí như hư không nhẫn vì thấu rõ tất cả pháp thì đắc được thân thân nghiệp như hư không, đắc được lời lời nghiệp như hư không, đắc được ý ý nghiệp như hư không. ví như hư không tất cả pháp đương tựa chẳng sinh chẳng diệt, đại bồ tát cũng lại như thế tất cả pháp thân không sinh không diệt. ví như hư không không thể phá hoại, đại bồ tát cũng lại như thế trí huệ các lực không thể phá hoại.